Kính thưa quý vị, ở số trước chúng ta biết được cách mà ông Ẩn lấy những thông tin bí mật và hệ thống đường dây tình báo ta ngày đó khôn khéo ra sao. Đặc biệt, họ ngụy trang với vỏ bọc những nhân vật rất đời, đã gửi rất nhiều những tin tức, có thể nói tỷ đô cũng không thể nào mua được về cho cách mạng ta trong suốt 15 năm. Vậy trong quá trình hoạt động tình báo đó, liệu có bao giờ đường dây bị bại lộ không? Và cách xử lý nhanh nhạy như thế nào khi có dấu hiệu dẫn đến lộ bại cả đường dây? Xin mời quý vị cùng Lịch Sử Quân Sự đi tìm câu trả lời qua video số này. Đối với Phạm Xuân Ẩn, điệp viên may mắn là điệp viên chưa bị bắt. Ông luôn tự cho mình là một viên thông báo may rủi. Phạm Xuân Ẩn có mấy lần cận lộ, nhưng đặc biệt có hai lần ông không bao giờ quên. Lần thứ nhất xảy ra khi Phạm Xuân Ẩn mới từ Mỹ trở về nước và đang làm việc cho bác sĩ Trần Kim Tuyến. Trong khoảng thời gian đó, ông Dương Văn Minh là trung tá thuộc sư đoàn 3. Phạm Xuân Ẩn đã tiến cử một phụ nữ vào làm việc tại văn phòng của Trần Kim Tuyến. Phạm Xuân Ẩn hoàn toàn không biết rằng người phụ nữ này mặc dù làm việc trong văn phòng Dương Văn Minh nhưng vẫn đang bí mật làm việc cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhờ sự tiến cử của Phạm Xuân Ẩn, người phụ nữ này được chuyển sang làm việc tại văn phòng Trần Kim Tuyến. Cơ quan an ninh quân đội liền hỏi Trần Kim Tuyến rằng ai đã tiến cử cô gái đó vào vị trí này. Tất nhiên, sau đó Phạm Xuân Ẩn bị triệu lên để làm rõ. Ông Ẩn lập tức phản bác: làm sao tôi có thể biết được cô gái đó là việc cộng? Tôi là người chưa kết hôn, cô ấy xinh đẹp, lại có khả năng đánh máy chữ thì tôi giới thiệu việc làm cho cô ấy. Ngoài ra tôi còn chẳng biết gì khác. Đến đây ta mới thấy được Phạm Xuân Ẩn rất nhanh nhẹn. Ông học được trong cuốn Mổ xẻ ngành tình báo rằng hành động nhanh nhẹn hoặc sẵn sàng đối phó là hai điều luôn luôn có sẵn trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đôi khi điều đó giúp giải thoát cho nhà tình báo khỏi mối nguy hiểm. Lần thứ hai của ông Phạm Xuân Ẩn, đó là một hôm sau khi các con đã ngủ say. Ông được con chó béc dê và vợ đứng cảnh giới. Phạm Xuân Ẩn ngồi viết báo cáo và làm phim chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với người liên lạc là bà Ba. Sáng hôm sau, Phạm Xuân Ẩn nghe thấy đứa con gái của mình nói với ông rằng tối qua nó tỉnh giấc lúc nửa đêm, thấy ba đang ngồi viết bằng một thứ mực đặc biệt, viết xong các chữ đều biến mất. Phạm Xuân Ẩn sợ hết hồn vì hôm đó ông đã không nhận thấy con gái mình lén ra đứng xem ông viết. Do vợ mệt quá ngủ quên, còn con chó thì nó không coi con gái là người lạ nên không sủa. Ông Ẩn rất sợ con gái nhỏ của ông có thể mang chuyện đó đến lớp kể cho các bạn nghe về một loại mực đặc biệt của ông. Ông Ẩn liền nghĩ ra một trò chơi để xóa đi những câu chuyện lạ đã có trong đầu con gái mình. Đêm hôm đó, ông Ẩn đánh thức cô con gái nhỏ dậy. Ông đặt sẵn một bóng đèn sáng trước mắt con bé. Sau đó, ông bảo con gái nhìn xuống một trang giấy đã viết bằng mực thông thường để xem có gì không. Tất nhiên, trong vài phút đầu, khi mắt còn phải điều tiết, bé không thể nhìn thấy gì trên giấy. Khi ấy, ông Ẩn mới giải thích rằng tối qua con ngủ dậy lúc nửa đêm, thấy ba đang viết. Con đi từ trong bóng tối ra, nơi ba đang làm việc có đèn sáng, nên con không thấy chữ ba viết đấy thôi. Như vậy, mắt của con là bị quáng, con không nhìn thấy mực ba viết trên giấy. Và hơn nữa vì con mệt, nên con quên đấy thôi. Sau đó, cô con gái nhỏ của Phạm Xuân Ẩn không còn nhớ đến câu chuyện đặc biệt này nữa. Ông Ẩn luôn đề cao yếu tố may rủi trong nghề tình báo. Ông thường xuyên đi xem bói, và nếu như thầy bói cảnh báo hôm nay là ngày xấu của ông, thì hôm đó ông không bao giờ đi ra ngoài. Vai trò của sự may rủi trong nghề tình báo có thể xác định rõ nhất trong trường hợp của ông Ba Quốc. Ông Ba Quốc trong hồ sơ tiêu tịch có tên là Thiếu tướng Đặng Trần Đức, hoạt động trong cơ sở tình báo số H67 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Cục Miền Nam. Điệp viên Ba Quốc đã hoạt động hơn 20 năm ở miền Nam Việt Nam, nhưng không giống như ông Ẩn, vỏ bọc của điệp viên Ba Quốc cuối cùng bị lộ tẩy. Ông Ẩn nói, trường hợp của anh Ba Quốc cho thấy tôi đã may mắn như thế nào và trong suốt thời gian đó tính mạng tất cả chúng tôi nguy hiểm như thế nào. Điệp viên Ba Quốc bị lộ trong một trường hợp hoàn toàn bất ngờ sau khi Ba Quốc đã gặp xong người liên lạc lâu năm của mình là Bảy Ánh tại một chợ đông người. Bảy Ánh là liên lạc viên tình báo chỉ làm việc cho Ba Quốc trong suốt từ năm 1966 đến năm 1974. Trong cuộc tiếp xúc nói trên, Ba Quốc đã trao cho Bảy Ánh hàng vạn thước phim riêng ngày hôm đó. Bảy Ánh phải chuyển tài liệu và phim cho một nữ liên lạc trẻ tuổi để đưa về căn cứ ở Củ Chi. Thật không may cho người nữ liên lạc trẻ tuổi này,
hôm đó cảnh sát bất ngờ chặn xe tận Củ Chi để tìm người nào đó. Toàn bộ hành khách trên xe chở bị tạm giữ để điều tra, để khẳng định chắc chắn rằng không có Việt Cộng nào trên xe. Tình cờ, khi khám phá đồ của hành khách, cảnh sát đã tìm ra những tài liệu tình báo trong túi sách của người phụ nữ liên lạc. Rất nhanh, chỉ trong vòng vài ngày, cơ quan phản gián đã lần ra được điệp viên Ba Quốc. Nhưng ông Ba Quốc đã rất may mắn, tạm thời trốn vào rừng trước khi cảnh sát ập đến nhà để bắt ông. Ông Ẩn nói, chỉ trong gang tấc thôi, đó là điều mà lúc nào tôi cũng sợ. Có thể một người liên lạc bị bắt thì dẫn đến việc là tôi có thể bị lộ. Cảnh sát liền ập vào văn phòng tạp chí Time để bắt tôi. Và thậm chí còn có thể tồi tệ hơn nữa là tôi bị bắt trong trường hợp không có người chứng kiến. Sau đó tôi sẽ bị tra tấn trước khi bị giết. Thời kỳ làm việc cho tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn chỉ sử dụng những tư liệu mà các phóng viên khác đã tiếp cận trước đó. Đó là những tài liệu của bên kia mà cảnh sát Sài Gòn thu được. Những tin bài do các hãng thông tấn lớn phát phổ biến. Những tin bài viết trên các báo chí và các thông tin bổ sung từ nguồn cấp cao của ông. Điều này chứng tỏ rằng Phạm Xuân Ẩn đã giữ lại một số thông tin không viết hết cho tạp chí Time những điều mà ông biết. Mặt khác, trong công việc của một nhà tình báo chiến lược, Phạm Xuân Ẩn phụ thuộc nhiều vào những tài liệu thu được từ nhiều mối quan hệ của ông trong Tổ chức Tình báo Trung ương Việt Nam, Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, Quốc hội và các mối quan hệ tiếp xúc của ông trong cộng đồng tình báo Mỹ, Pháp và Trung Quốc. Phạm Xuân Ẩn nói, tôi đã sử dụng những tài liệu từ các quan hệ của tôi làm việc trong Trung ương Việt Nam, viết tắt là CEO cung cấp, để viết thành báo cáo tình báo gửi lên cấp trên. Nguy cơ nhầm lẫn dẫn đến bị bắt là rất lớn. Do vậy tôi cần cảnh giác để đảm bảo rằng tôi đã không sử dụng sự hiểu biết về sự thật của tôi về viết báo. Làm nghề phóng viên đã hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ của nhà tình báo chiến lược, bởi vì công việc của nhà báo cũng là đi nghe ngóng, tìm kiếm sự thật từ những tin đồn. Phạm Xuân Ẩn nhận thấy nghề làm tình báo và nghề báo có rất nhiều điểm tương đồng. Ông cho rằng điểm khác nhau duy nhất giữa hai nghề này là ở vị trí cuối cùng thì ai là người đọc bài viết của anh. Trong cuốn sách Mổ xẻ ngành tình báo, Phạm Xuân Ẩn đã gạch chân một đoạn: một nhiệm vụ chỉ thành công khi biết kết nối các chốt tin đơn lẻ. Mới nhìn chỉ thấy những chốt đó chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu chặn nốt lại và đặt chúng với hàng rào bí mật khác sẽ cho ta biết một bức tranh về kế hoạch của các nhà chỉ huy. Cuốn sách nói trên của Phạm Xuân Ẩn cũng được gạch chân đậm ở phần lựa chọn sự nghiệp bình phong, hay còn gọi là vỏ bọc. Trên thực tế, vỏ bọc mà người điệp viên lựa chọn có vai trò rất quan trọng trong công việc che đậy những câu chuyện của người thông điệp. Lý tưởng nhất là đến gặp trực tiếp với các nguồn có thể cung cấp những thông tin mà người điệp viên đang cần tìm. Nếu không có vỏ bọc phù hợp thì nhà tình báo phải mất thêm thời gian để tìm kiếm cơ hội gặp gỡ không trực tiếp với nguồn tin. Phạm Xuân Ẩn không chỉ tài giỏi trong việc phân tích số liệu, ông còn giỏi trong công việc tổng hợp các cuốn sách giống như cuốn Cuộc Chiến Tranh Chống Nổi. Trước khi Mỹ tăng cường lực lượng xung quanh ở khu vực Củ Chi, ông Ẩn đôi khi cũng đến căn cứ Việt Cộng để trình bày báo cáo của mình cũng như được giao thêm nhiệm vụ mới. Ông Ẩn đã áp dụng một cách thức rất lạ để thực hiện những chuyến đi về Củ Chi. Anh để ria mép và nuôi tóc dài hơn một chút, giả vờ che giấu khuôn mặt thật của mình. Mỗi khi thực hiện một chuyến đi như vậy, ông Ẩn đều tạo ra một lý do cho sự vắng mặt của mình. Ông thường nói với các đồng nghiệp đang làm việc ở tạp chí Time rằng giáo viên tình dục học đi nghỉ 3 ngày ở Huế để tìm kiếm các em xinh tươi, trông có vẻ nghệ sĩ và hippie. Ông Ẩn giải thích, để ria mép là điều mà tôi đã được học từ CEO. Không phải họ khuyến khích để ria mép, mà họ coi ria là một trong những yếu tố kỹ thuật của CEO giúp nhận dạng người trong quá trình truy tìm cộng sản. Các nhân viên tình báo Trung ương Việt Nam, viết tắt là CEO, thường đến Củ Chi để dò hỏi những người dân ở đó có thấy ai lạ mặt đến vùng này không. Nếu giả tôi có thể xác định là một người lạ mặt thì những mô tả của người dân về hình dạng bề ngoài của người lạ đó không giống với khuôn mặt thật của tôi. Không có ai ở đó biết tên tôi nên người dân chỉ có thể mô tả hình dạng có chiều rộng bên ngoài. Các nhân viên CEO trong trường hợp đó sẽ ghi vào sổ của họ rằng có một kẻ lạ mặt để ria mép và cứ thế đi tìm kiếm những kẻ có ria mép. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Ẩn để ria mép như vậy, lỡ có ai ở Sài Gòn nhận ra ông rằng ông để ria mép thì sao? Điều này ông Ẩn đã cười và trả lời rằng khi CEO đưa được thông tin này về Sài Gòn thì tất nhiên là ông Ẩn đã trở về Sài Gòn lâu rồi.
và không ai còn nhớ chuyện ấy nữa. Tuy nhiên, nếu chẳng may có ai đó đến hỏi tôi về việc để ria, tôi sẽ hỏi lại: các ông đang nói gì vậy? Tôi đâu có ria mép, nhìn tôi đi, có thấy sợi ria nào không? Và trong thời gian đó, tôi đi ra Huế để tìm gái đẹp, chứ có đi Củ Chi để tìm cộng sản đâu. Lúc đó tôi sẽ bảo, họ đi mà hỏi ông Nguyễn Cao Kỳ ấy. Ông Kỳ để ria mép, nên có thể ông ta đã có mặt ở Củ Chi. Đương nhiên, chưa bao giờ ông Ẩn phải gặp trường hợp như vậy. Vậy điều gì xảy ra nếu một nhân viên CEO phát hiện ra ông Ẩn có mặt ở Củ Chi? Nếu họ phát hiện ra ông Ẩn có mặt ở Củ Chi, thì chỉ còn con đường chết. Nhưng ông Ẩn không bao giờ bị bắt như vậy. Vậy chẳng lẽ địch không bao giờ ở miền Nam ngày ấy? Các lực lượng này luôn tìm kiếm, truy bắt những người như ông Phạm Xuân Ẩn. Có thể ông là người cực kỳ may mắn, hay những câu chuyện ngụy trang của ông cho những chuyến đi với tư cách người huấn luyện chó, người sưu tập những loài chim quý, người đang yêu bí mật cũng đủ để làm cho xung quanh không ai nghi ngờ gì về ông. Hay là ông Phạm Xuân Ẩn có những người luôn che chở, bảo vệ cho ông? Rất có thể còn những người là cộng sản đã thâm nhập được vào lực lượng cảnh sát Sài Gòn không có giới hạn. Cũng có thể còn có những người bạn bên đối phương đánh giá ông quá cao nên không tin bất cứ ai nói không hay về ông. Có thể chúng ta sẽ chưa bao giờ biết về sự thật đó. Phong trào nổi dậy miền Nam Việt Nam ngày càng phát triển dày đặc. Số lượng các cuộc tấn công của những nhóm được kích hoạt nhỏ vào các cơ sở của chính phủ, cuộc bạo loạn, biểu tình của quần chúng do Việt Cộng tổ chức đã lan rộng, gây mất trật tự trị an và thường dẫn đến cuộc đàn áp bạo lực của chính quyền Diệm. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa rất kém để đối phó với sự gia tăng hoạt động của du kích từ năm 1954 đến năm 1960. Tháng 8 năm 1960, Trung tướng MacA, chỉ huy trưởng MAAG, ông này coi việc chống nổi loạn là những người có thái độ khác thường của chiến tranh, đòi hỏi phải có những kỹ thuật, học thuyết đặc biệt. Chẳng bao lâu Staley, chuyên gia dưới quyền tướng MacA, đã cho ra đời sản phẩm những chiến thuật và kỹ thuật hoạt động chống nổi dậy gọi là CIB của kế hoạch chiến tranh đặc biệt. Sản phẩm CIB này được đưa vào Sài Gòn đầu năm 1961. Ngay lập tức, bản sao của tài liệu này đã được chuyển đến cho bác sĩ Trần Kim Tuyến. Ông Tuyến liền đưa cho ông Ẩn yêu cầu phân tích tài liệu đó để giúp ông ta có thể nắm bắt hết ý tưởng trong chiến lược mới. Tham mưu lục quân tướng Trần Văn Đôn cũng trao cho Phạm Xuân Ẩn một bản tài liệu đúng như vậy, cùng với những tài liệu hỗ trợ như cẩm nang chiến trường. Thế là ông Ẩn sao chép một bản gửi về cho ta, một bản ông dịch và đưa cho Trần Kim Tuyến. Vào thời kỳ đó, những người cộng sản Việt Nam hiểu biết rất ít về những chiến thuật đang được Mỹ vạch ra cho một cuộc chiến tranh đặc biệt kiểu mới. Việc đưa máy bay trực thăng của Mỹ vào hỗ trợ cho cuộc hành quân càn quét đã gây ra thương vong rất nặng nề cho phía ta. Nhiệm vụ của ông Ẩn là phân tích các chiến thuật mới cho những nhà ước tính kế hoạch quân sự để ta đưa ra những chiến thuật đối phó. Nhưng lần này, các lãnh đạo ta lại đưa bản kế hoạch này cho cơ quan tuyên huấn, in tài liệu mật của địch ra để phổ biến rộng rãi cho các tỉnh. Làm ông Ẩn suýt chết, tài liệu mật đến địch còn chưa biết rõ, mà không hiểu tại sao bên phía ta ai cũng biết lại còn in ra phát như tờ rơi. Lúc này, phía địch hiểu là đã bị lộ tài liệu, nhưng muốn tra ra là ai đã phát tài liệu đó ra. Ông Ẩn là một trong những người được tiếp cận đống tài liệu này. Chính vì thế, chắc chắn rằng ông nằm trong danh sách tra khảo. Vậy, ông xử lý tình huống này như thế nào khi mà những người tra khảo ông là những đặc vụ CIA có tiếng và có cái đầu đầy sạn? Ông Ẩn hiểu rất rõ, tra ra ông là một việc rất đơn giản. Vậy nên, trước hết ông phải nghe ngóng xem họ có tra hay không, người họ nghi ngờ nhất là ai. Bác sĩ Tuyến được báo lên là lộ tài liệu, và chính bác sĩ Tuyến là người báo cho ông Ẩn về việc này. Ông Tuyến ngày đó lại còn hỏi qua ông Ẩn xem ông có biết ai là người phát tán tài liệu này hay không. Sau khi nói chuyện qua lại thì ông Ẩn hoàn toàn yên tâm ở chỗ ông Tuyến. Bước tiếp theo là ông hỏi cơ quan an ninh quân đội nữa, nhưng bên này vẫn chưa điều tra được gì. Như vậy, còn một nơi quyết định về số phận của ông Ẩn, đó chính là đội CIA. Rất may cho ông Ẩn đó là lần hỏi dò CIA thì CIA đã quyết luận đây là tài liệu mà Bắc Việt bịa ra để nhằm chia rẽ nội bộ CIA, chứ không phải là có một ai đó trong cơ quan làm lộ ra ngoài. Lần này ông Ẩn thoát chết trong gang tấc, ông thở phào một hơi. Có lẽ đây chính là lý do mà tại sao ông luôn mang thuốc độc theo người để tránh việc bị cực hình khi bị bắt. Ông luôn chuẩn bị cho cái chết của mình
nếu bị bắt mà không trốn được thì chết là giải pháp an toàn nhất. Cái chết không phải là để giữ mạng cho mình, mà chết là để bảo vệ nguồn tin. Và ông Ẩn hiểu rằng nếu bị tra tấn, mà đặc biệt là tra tấn tình báo, thì còn khổ hơn chết. Còn một lần suýt bị lộ thân phận, đó là anh em ở trong chiến khu muốn gửi quà ra để biếu ông Ẩn ngày Tết. Họ biếu ông một cành mai rừng rất đẹp, nhìn qua ai cũng yêu ông thích. Thế nhưng ngay lập tức ông gạt đi luôn, vì cành mai đó không khác gì dí ông vào chỗ chết. Đặc biệt vì cái giống mai này nằm ở trong rừng sâu, chỉ có những người giải phóng mới có thể lấy được. Ông Ẩn đang là người của Mỹ Ngụy, bây giờ mang cây hoa này về không khác gì báo ông là Việt Cộng. Bởi ông luôn xây dựng hình tượng ghét những ai làm Việt Cộng, thế thì làm sao có cây mai này trong vườn được. Dân thường không bao giờ có thể đi vào rừng sâu lấy cây mai này đem bán được, bởi đó là một điều rất phi lý. Hết cây mai thì lại đến chuyện cái máy ảnh. Những ngày làm tình báo không bao giờ được ăn ngon ngủ yên, chỉ cần lơ một chút thôi đều phải trả giá bằng tính mạng của mình và cả vợ con ông, một cái giá cực kỳ đắt. Lần đó ông bí mật xuống chiến khu để truyền tài liệu. Lúc đó quân ta bắt được một tên lính Mỹ, nó có cái máy hình rất đắt tiền. Biết là ông Ẩn cần vật dụng như thế để chụp tài liệu, chính vì thế các đồng chí cứ dúi vào tay làm công cụ tác nghiệp. Ông Ẩn thấy thế thích lắm, nhưng không dám cầm về. Ông rất tỉnh táo, suy xét một hồi thì ông quyết định không lấy, bởi đây là máy ảnh của lính Mỹ, nếu cầm về thì khác gì lại ông tôi ở bụi này. Một lần nữa còn kinh điển hơn các lần trên rất nhiều. Đó là lần người giao tài liệu của ông bị bắn chết trên đường công tác. Lập tức tài liệu đó được đem về điều tra để xem ai đưa tài liệu đó ra ngoài. Chính vì ông có quen biết rất rộng, ngay lập tức lúc này bên an ninh gọi điện báo cho ông Ẩn. Trong lúc đó Trần Kim Tuyến cũng nói cho ông xin ý kiến ông khoanh vùng lại xem có phải Việt Cộng đã cài người vào đây hay không, ai là người khả nghi nhất. Lúc này ông Ẩn buộc phải đưa ra nhận xét của mình, và quan trọng là phải làm sao để hài hòa được các mối quan hệ. Tài liệu này ông Ẩn làm lộ ra là đúng rồi, đổ cho người khác thì cũng được thôi. Thế nhưng nó chỉ là kế ngắn hạn, nếu dài hạn hơn thì rất dở. Bởi anh em ai cũng chơi đẹp với mình như vậy, bây giờ người ta không có tội tình gì mà mình lại dí người ta vào chỗ chết. Vậy thì ông sẽ mất hết uy tín, về sau sẽ khó lấy được thông tin tốt. Ông đưa ra giải thích vô cùng hợp lý. Tin tức chính là do nội bộ truyền ra, đưa mấy tin này ra ngoài để hạ uy tín nhau. Bởi lúc ấy làm việc dưới trướng của ông Tuyến lương rất cao. Chính vì thế nếu như muốn cho anh A bật bãi thì sẽ có một ekip tìm hiểu xem anh A nắm thông tin bật gì. Lúc đó ekip sẽ tuồn thông tin ra ngoài cho đối thủ, nhưng tuồn theo kiểu rơi vãi, để cho sếp biết được thì kiểu gì anh A cũng cho ngã ngựa. Một cách giải thích vô cùng hợp lý và hoàn hảo, khiến cho Trần Kim Tuyến cũng phải gật gù tấm tắc. Ông Ẩn cũng giữ được vỏ bọc cho mình mà không làm tổn hại bất cứ ai. Kính thưa quý vị, cuộc đời làm tình báo luôn luôn gặp nhiều nguy hiểm. Chính vì thế, ông Ẩn luôn luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình. Nếu như chỉ sai một nước đi, thì cái giá phải trả luôn là mạng sống của chính bản thân ông cùng với gia đình. Và điều quan trọng hơn nhất đó là mất đi một mạng lưới ngầm tình báo mà đảng ta đã xây dựng biết bao năm mới có được. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Ẩn đã làm gì để lấy được những tin độc quyền đó, và những hiểm họa của ông trong quá trình làm tình báo như thế nào? Xin mời quý vị đón xem vào số sau trên kênh Lịch Sử Quân Sự vào lúc 19:30. Quý vị nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.